Ngày 27 tháng 11, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 100 triệu đồng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi, là cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường thuộc Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, bị đứt lìa hai chân khi truy bắt các tặc. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, qua hơn 3 ngày tích cực điều trị, Đại úy Ngôi đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, cần thời gian hồi phục. Trước đó, vào khuya 23 tháng 11, tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn phát hiện ghe gỗ không số hiệu cùng hai đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu, đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, bỏ chạy. Khi truy đuổi, tàu của tổ tuần tra đã va chạm với phương tiện bỏ trốn, khiến 4 cán bộ rơi xuống sông. Riêng Đại úy Ngôi bị chân vịt chém vào hai chân, khiến vết thương bị nặng. Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ 1/2 đùi chân phải và cắt bỏ trên gối chân trái của Đại úy Ngôi. Liên quan vụ việc, chiều 24 tháng 11, Công an huyện Trà Ôn đã tạm giữ Cao Văn Huyền, sinh năm 1979, và đối tượng tên Khoa, sinh năm 2002, cùng ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để điều tra.